Chào mọi người, bữa nay sẽ làm clip về cách clean xe. Giống như clean dashboard, trong xe dùng những cái chemical gì ha. Đầu tiên để clean xe thì mình sẽ dùng cái này, interior cleaner của BMW. Sau khi xài rất là nhiều loại thì phát hiện ra là cái hiệu của hiệu BMW này nè, cái mùi nó thơm lắm, mà nó không có bị nồng, mà nó giữ lâu lắm, trong xe lúc nào cũng thơm á. Nên mình sẽ chế ra một chai nhỏ này ha, xong rồi bắt đầu mình xịt. Giống như xe đậu ở ngoài nhiều nắng rồi thì là phải có cái UV protection đó, chứ không thôi là nó sẽ bị nứt xịt ra. Cái này là cái cleaner thôi mà nó sẽ cái mùi rất là thơm. Bạn có thể mua được online ở website của BMW, xong rồi lấy cái microfiber nè, clean đó. Nó sẽ bụi, nó sẽ dính vô cái khăn này. Nó dùng cho clean màn hình đồ, không bị dơ, không có bị dấu vân tay. Mình mở cửa đi. Sau khi clean nó xong thì mình sẽ clean tới cái phần dashboard này. Để clean cái phần dashboard này thì xịt lên. Xịt lên rồi clean nó. Ai kỹ nữa thì lấy cái banh xô clean ha. Mình không kỹ, tại xe này clean hàng tuần thì mới mà clean nó nha, nó mới sạch, nó mới sạch đẹp, thơm tho. Clean đó. Cái này nó sẽ giữ, nó có cái chất UV đó, ở trong này nè, nó sẽ giữ cho cái xe cái màu đen nó còn mới và nó không có bị bạc màu. Mấy cái hãng xe người ta khuyên mình là nên clean 30 tháng một lần, 30 ngày một lần, mỗi tháng một lần 30 ngày ha. Rồi sau khi mình clean nó xong rồi, nó sạch rồi như vậy, mình cỡ cái khăn này lại. Đầu mình còn clean cái cánh cửa nữa chứ. Rất là nhanh, không có tốn nhiều thời gian. Rất là nhanh ha, xong rồi. Bắt đầu bữa nay, từ hôm nay trở đi là mình làm MV mỗi ngày ha, làm mỗi cái video mỗi ngày. Xe cái đá cái mà dơ nhất á của chiếc xe á là cái này nè, cái tay lái nè, là nó dơ nhất. Tại vì đi đổ xăng á là cái đồ tay cầm của đổ cái đồ đổ xăng á là dơ nhất. Ai mà khe mà thấy muốn sợ á, đi đổ xăng nhớ đeo găng tay vô, xe khỏi dơ. Cái chỗ đây nè là dơ nhất của cái chiếc xe, tại tay mình lúc nào cũng dầu á, phải xịt cho nó thấm, nó mềm ra mới được. Đó, xong rồi vuốt cái này, clean cái tay lái ha. Cái chỗ này là clean sau cùng. Rồi, qua nè, phải lấy hết cái dơ nó ra, coi dơ nè ha, cái tay lái nè, coi dơ nè. Cái tay, chỗ này là dơ nhất của tay lái, tại vì là tay mình dơ dầu. Nó tay tôi sạch mà tôi lái xe à, ngon, đeo găng tay vô lái à, đeo găng tay vô lái sạch, còn lại là dơ hết á. Mồ hôi cái dầu của tay á là không có gì chịu, cái nó dính vô đây nè. Cho nên chiếc xe á, lúc người ta vô người ta clean á là người ta clean cái tay lái trước. À.
Đấy. Mình sạch đấy, mình xin lần nữa. Chỗ này thôi, chỉ cái dòng chỗ này thôi. Mỗi người có một kiểu cầm tay lái không? Cho nên là có người cầm dưới này thì cũng nên clean dưới này. Còn tay mình, tay anh chị mà mình đua thì là giờ có số má thì là cầm trên này ra giống có số má ha. Ai coi cũng thông cảm những từ ngữ nha. Rồi, bắt đầu xịt qua cái cửa. Làm sao xịt. Qua cửa ha. Rồi lâu thôi. Lâu kỹ chỉ. Xe mình mà chứ đâu phải xe ai đâu. Lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cái chỗ này muốn clean cái chỗ đây nè thì là xịt vô cái khăn của mình, cái khăn nó ướt rồi nó đâu mình lau không dễ hơn. Cái cần số nữa, cần số ngày nào cũng vô số mà vô số trả số ngày đồng ít nhất cũng phải 4 lần à. Nó xe làm như vậy cho tới tất cả xung quanh xe ha. Và sau đây mình sẽ chỉ cho một cái bí kíp võ lâm là cái chai này đây. Cái chai này 303 Aerospace Protection. Cái chai này á được dùng cho máy bay nó rất là good protect những cái loại da mịn này của xe hơi, máy bay, tàu, mấy cái giáp rồi là nó dùng cái này ha. Cái này nó hay cái á, xịt lên á nó protect mà nó không có bị cái bóng, cái da nó không có bóng, nhìn nó nhà quê da này da mù, cho nên mình chỉ muốn protect nó thôi. Nó để trong này luôn, direction là ba xịt tối ít nhất mỗi nó protect được 30 ngày. Những cái bạn này, ai mà ở cái vùng nắng nóng như Florida, Texas hay bên Cali, nếu mà nắng như đậu xe ở ngoài nhiều á thì nên dùng cái này. Tại vì nhờ chiếc xe Lexus á, đậu cái này nó làm mềm quá, làm đẹp quá mà nó mềm, cho nên đậu xe ở ngoài nhiều á nó bị nứt, nắng rọi nhiều quá nứt thì phải dùng cái chai này để nó protect. Cách dùng chai này cũng giống vậy thôi, xịt ít thôi. Đó, một cái spray nó là đủ rồi. Là nó đủ rồi ha. Đó. Xong rồi. Mình mới lấy cái khăn này hồi nãy á, mình lật cái mặt nó lại. Và mình chùi nhẹ. Chùi nhẹ để cho nó đều chứ không phải là chùi để clean nó, để lấy nó ra. Đúng không? Đó. Cái loại nhớ là loại này 303 Aerospace nha mấy bạn. Mình sẽ bỏ link ở dưới. Mua có thể mua trên Amazon. Ngày xưa cái này nó chỉ bán cho commercial thôi, bây giờ nó bán Amazon này. Nó bán cho người thường dùng luôn rồi. Clean nó nhẹ thôi. Mình chỉ muốn đẩy nó qua, đẩy nó lại để cho nó giữ, chứ không phải là đừng có cố mà clean cha nó, đừng có ham lời. Tại vì nếu mà ham lời á thì là có bao nhiêu nó vô cái khăn hết rồi, nó sẽ không có, nó không có dính lại cái ở trên này. Lau được cho da ha, lau được cho lau được cho nhựa, cái gì muốn nó quay lại màu đen á, nhưng mà chỉ màu đen thôi, da kem cũng được. Nhưng mà màu đen thôi, không phải gọi là màu đen. Nhựa, mấy cái trim bên hông á, nó màu đen á, cái viền xe á, miếng nhựa màu đen á,
hay cái chỗ đi chợ mà để nó màu đen thì là nên nên quét nó thì nó sẽ giữ màu đen đen bóng đó. Nhiều người hỏi ủa sao xe tôi mới mua gần năm mà nó mới mua gần năm mà nó bạc, thì là tại mấy bạn không dùng cái này, bỏ nó lên thì nó giữ xe miếng à, cái da của nó. Có nhiều loại lắm về cái này lắm, nhưng mà mỗi người một kiểu ha. Sau khi mình dùng tất cả nhiều loại rồi, Mark White, Motherhood, đồ tùm lum, cái chỉ có cái Aerospace này là ngon. Hầu như cái nào xịt lên nó cũng bóng rồi, chỉ có cái này xịt lên nó không bóng rồi, thấy không? Cái dashboard nó không có bị bóng loáng không, cái dashboard nó vẫn còn nó vẫn còn mù mù mà mù quáng. Mình phải giữ đó hả? Ghét mà bóng lắm. Xe mà chạy bóng 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 lộ vướng bóng mà phải lộ ghét. Còn ở ngoài xe thì phải bóng lộ ha. Nó protect plastic, nó protect hết đó. Nên là một cái chai này hả, xài chắc đường năm á, tăng lần xịt ăn chút mà xe xịt ăn chút mà đâu phải xe tăng đâu. Không. Ok, mình đã xong cái phần clean cái dash ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chỉ cho cách clean ghế da, không có bị ghế xe Lexus ngồi lâu năm không có bị nứt da, không bị nứt. Thì muốn clean ghế da đó thì mình sẽ dùng cái loại này của BMW hả. Thị trường có rất nhiều, bạn nào muốn xài loại nào xài nha, không có, mình không ý kiến nha. Của BMW, tại sao mình dùng của BMW, tại vì á nó vừa clean nè, ok, nó vừa clean, nó có đủ đồ cho mình, mà cái mùi của nó giống, cái nữa là không bị bóng, hiểu không? Hiệu Lexor để xịt cái hiệu Lexor để xịt đồ da thấy hay bán á, cái hiệu đó nó bị bóng, tại vì nó có nó gọi là cái gì, quát gì, không phải quát, cái mỡ bóng nó gọi là cái gì quên rồi đó. Thì mình có một cái chai này gọi là Protect, chai này là Protect and chai này là Cleaner, chai này là Cleaner của Lexus nè, chai này là Protection, hai chai, trong khi BM chỉ một chai này thôi. Ok, cái này là Lexor, mình mua online hồi ở Amazon, mình chế mua nguyên một gao nó chế vô, còn cái này mua ở dealer Lexus. Thì ghế da thì sao, ghế da thì mỗi năm á, mỗi 3 tháng á phải, mình phải clean một lần, mình phải bỏ nó lên một lần, không thôi cái da nó sẽ bị dry. Mình sẽ giải thích da nó sao, nó da nó bị dry nha, là cái gì nó cũng cần độ ẩm đó, không có độ ẩm thì nó sẽ bị không có độ ẩm thì nó sẽ bị không có độ ẩm thì nó sẽ bị nứt. Thấy cái da mình nứt không? Tại vì hồi bữa giờ cái mùa đông không xài á. Xong rồi là bắt đầu mình clean nó làm sao ha. Mình clean nó bằng cái khăn, mình lấy một cái khăn microfiber. Khăn này này. Mình lấy cái khăn đó. Mình lọt cái mặt ở đằng sau lại. Ok, rồi mình clean nè. Clean mấy cái kẽ đồ ra hết. Đi vô detail người ta cũng làm y chang gì nè, người ta lấy tiền. Đó, mình clean cái kẽ ha. Clean ra xong, clean cho nó hết bụi rồi đi, ghế đầu ghế rồi treo rồi dơ giấy, đứa nào ngồi
Mình clean đó hả? Không rồi sao? Mình nâng cái này lên tí, cho tí hồi mình có tay mình chỗ mình làm ha. Không rồi, ok. Sau khi mình clean nó rồi ạ, mình sẽ apply cái Lexus Genuine ha. Cái này là của Lexus nè. Bỏ một tí. Kiểu Lexus nữa ha. Xịt vô cái spawn này, cái miếng này. Vậy sao? Đó, xong rồi mình mới bẻ lấy cái tay chà cái spawn này son đều ra. Ha, xong rồi mình giống như mình đã quấn nhẹ lên. Thì cái này nó sẽ clean. Thấy nó clean rồi. Nhưng mà ghế heat á, thì ghế mà có heat á, cái máy lạnh á thì coi chừng nha. Bỏ vừa thôi chứ không thôi nó sẽ bị cái lỗ. Mình sẽ clean đó. Đi hồi thử thấy. Nó clean đó, so chùi nó đều ra, không có tại dư nó cũng không có hút. Mình cần cái bề mặt chứ mình không có cần nó phải đi vô trong, tại vô trong mấy cái lỗ nó sẽ bịt cái hít ghế lại, cái hơi cái quạt á, mùa hè ngồi sẽ nóng mà không có ấy, nó sẽ không có thêm. Nhưng mà quan trọng nhất là cho hai bên mép này, hai bên mép này mình đi ra đi vô nhiều, nhất là ghế tài xế mà lúc nào cũng la lên ngồi mới lái được chứ. Lúc nào cũng ngồi cho nên là bỏ lotion chỗ này nhiều, cái clean cái chỗ này. Với lại cái này là cái da này nè, da nhưng mà nó có một chất nhựa màu nữa cho nên tại sao nhìn nó đen ấy là vừa dơ mà vừa cái màu đó nó ra. Cho nên mua xe á, tại sao mà mặt quần rin á xanh á, nó dính mấy ghế kem á, mặt hình xanh nó dính, tại vì cái màu á, cái đai á, cái màu nhuộm da của nó ra gặp cái quần rin, rồi quần rin dính vô màu nhuộm đó, đít nào ngủ cũng nóng, cho nên là cái nóng đó, nó làm in vô. Giờ mình giữ giỏi cỡ nào, mình clean giỏi cỡ nào thì nó sẽ cũng không ra, mà cái da đó sẽ không, cái quần rin nó sẽ không ra tại vì nó dính trên cái màu. Thấy không, sau khi chùi nó khô ha. Nó khô hả? Nó sẽ chùi hả? Chùi nó vàng vậy. Ok. Sau mình chùi cái này xong, mình sẽ dùng cái gọi là lotion. Lotion thì thích dùng xài của BMW. Lotion là đẹp, lotion là thơm. Oh, còn cái spawn này ha, ở đầu có ấy, chùi nó clean nó vào này, nó sẽ không bị liên cổ. Chùi tí nó sẽ không bị liên cổ. Ghét da mà bị nhăn nheo, da bà già. Nhớ là chỉ có da thôi nha, không có nhựa nha. Ok, xong rồi vậy. Bây giờ mình dùng cái này mình xét nó lên. Dùng một cái miếng sponge mới. Leather lotion của BMW nó thơm lắm. Nó thơm như xà bông xả, đồ xả tóc vậy. Không, cái này là lotion mà.
sao hồi apply nó giống như vậy gì. Quấn nó đều rồi. Đều. Thích cái mùi của bia em lắm, nó thơm. Thơm mùi của da sang. Xe mùi xe châu Âu. Cho nên vô kêu xe mới nó bay mùi á, là mùi của những cái ghế da này nó ra nè. Chứ không có phải mùi của ghế da, mùi của mùi của cái da, mùi của những cái thảm mới, cho nên thảm cũng vậy, thảm lúc nào cũng phải clean hết, phải hút bụi nữa. Xét nó đều thôi. Mềm nó nghe ra liền. Chuối cái này một tí. Mình để cho nó một tí nữa. Không, mình sẽ để cho nó hút vô. Da thì nên bỏ là conditioner này là đưa cho mình một cái tờ giấy nè ha. Những cái chỗ này là cũng còn phải clean. Leather là bỏ được. Không phải leather á, bỏ là nó sẽ bị đốm vốn. Đưa cho mình tờ giấy ha. Rồi mình đi nhẹ và cái nào mà nó dư nó sẽ hút vô giấy này. Da nó mềm, da nó thơm. Trời ấm mình sẽ làm một cái video về cách bỏ và nước top coat lên cho nó top coat ở ngoài xe giống như dealer làm mà người ta trả khoảng 1.200 lần bỏ lên cho 5 năm mình chỉ làm trong vòng 20 đồng bỏ cái nước nano coat của Hàn Quốc đó.
Bữa nay nổi tiếng Hàn Quốc phát hiện ra làm được cái chất nó nổi tiếng. Đó, vậy là ghế mình xong rồi nè. Ok, chúc các bạn may mắn. Nhớ bấm subscribe nha, để follow những cái video kế tiếp. Bye bye.